Sang câu 61. Trên đường có nhiều làn đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng làn đường như thế nào là đúng? 1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép, mà khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và đảm bảo an toàn. 2. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn và đi về bên trái. 3. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn đi về bên phải. Đấy, các bạn chọn đáp án 1 và đáp án 3 là đúng nhất nhé. Câu này các bạn chọn đáp án 1 và đáp án 3 là đầy đủ nhé. Đấy, và đúng. Sang câu 62. Khi điều khiển xe chạy trên đoạn đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế, người lái xe muốn vượt xe khác thì phải xử lý như thế nào? 1. Nháy đèn pha kết hợp với đèn tín hiệu còi xe cho xe trước biết để mình vượt. Không được vượt. Cái này các bạn chọn luôn cho tôi là không được vượt đường vòng cỡ đầu dốc, cái thứ là không được vượt. Vì vượt rất là nguy hiểm nhé. Sang câu 63. Khi vượt xe khác, người lái xe phải thực hiện như thế nào? 1. Phải báo hiệu bằng đèn hoặc còi trong đô thị và đông nơi đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn. 2. Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật ở phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về một bên phải. Câu 63 các bạn chọn cả hai đáp án 1 và 2. Câu 64. Khi điều khiển xe chạy trên đường biết có xe sau xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người lái xe phải làm gì? 1. Tăng tốc độ và ra hiệu cho xe sau vượt, không được gây cản trở cho xe sau vượt. 2. Người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây cản trở cho xe sau vượt. 3. Cho xe tránh về phía bên trái và ra hiệu cho xe sau vượt. Nếu có chướng ngại vật phía trước hoặc thiếu điều kiện an toàn chưa cho vượt được, phải ra hiệu cho xe sau biết, cấm gây trở ngại cho xe sau vượt. Cái này, câu này các bạn chọn là đáp án 2 nhé. Vì phải giảm tốc độ và xin cho xe sau vượt. Câu này các bạn chọn đáp án 2. Sang câu 65. Xe sau có thể vượt lên bên phải xe khác đang chạy phía trước trong trường hợp nào? 1. Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái. Khi xe điện đang chạy giữa đường. 2. Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được. Này các bạn chọn đáp án 1 và đáp án 2 nhé. Vượt bên phải trong cái trường hợp là như thế. Còn cái trường hợp đáp án 3 này là các bạn khi có đủ khoảng trống để xe vượt, các bạn không được phép đâu. Đấy. Sang câu 66. Trong khu dân cư, ở nơi nào cho phép người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng được quay đầu xe? 1. Ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay xe. 2. Ở nơi có đường rộng để các loại xe chạy một chiều, để cho các loại xe chạy một chiều. 3. Ở bất kỳ nơi nào. Câu này các bạn chọn đáp án 1 nhé. Đấy. Được phép quay đầu xe ở những nơi mà giao nhau và có biển báo được phép quay đầu xe. Các bạn chọn đáp án 1. Sang câu 67. Người lái xe phải làm gì khi quay đầu xe trên cầu, gầm cầu vượt, đường ngầm hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt? Cái này các bạn chọn không được phép quay đầu xe. Sang câu 68. Khi muốn chuyển hướng, người lái xe phải thực hiện như thế nào?
một người điều khiển phương tiện phải tăng tốc và có tín hiệu báo rẽ. Cái này là chuyển hướng mà phải tăng tốc, mà các bạn đã dẹp rồi nhá. Chuyển hướng mà tăng tốc thì càng gây ra tình huống nguy hiểm. Ý hai, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo rẽ, chỉ cho rẽ hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác. 3. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên đường, dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều. Câu này các bạn chọn đáp án 2 và đáp án 3 mà phải giảm tốc độ. Sang câu 69. Khi lùi xe, người lái xe phải làm gì để đảm bảo an toàn? 1. Quan sát phía trước và cho lùi xe. 2. Lợi dụng nơi đường giao nhau đủ chiều rộng để lùi. 3. Phải quan sát phía sau có tín hiệu cần thiết và chỉ khi nào thấy không nguy hiểm mới được lùi. Câu này các bạn chọn đáp án 3 nhé. Phải quan sát phía sau. Câu 70. Khi tránh xe đi ngược chiều, các xe phải nhường đường như thế nào là đúng? 1. Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào đến ở gần chỗ tránh hơn thì phải vào vị trí tránh và nhường đường cho xe kia. 2. Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc. Cái này các bạn chọn đáp án 1 và đáp án 2 cho tôi. Đọc cái là các bạn đã biết ngay là chọn đáp án nào rồi. Đấy, và xe lên dốc thì không phải nhường đường cho xe xuống dốc nữa. Đấy, xe lên dốc đang nặng, chở nặng rồi nhường đường nữa thì còn nói chuyện gì, nhường đường đi chậm thì nguy hiểm. Câu 71. Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải được sử dụng như thế nào là đúng? Câu này các bạn phải chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần nhé. Đèn chiếu xa nó gây ra chói mắt. Sang câu 72. Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều nhau phải tránh như thế nào? 1. Người điều khiển phải tăng tốc độ. 2. Người điều khiển phải cho xe đi về phía bên trái theo chiều xe chạy của mình. 3. Người điều khiển xe phải giảm tốc độ và đi về bên phải theo chiều đi của mình. Đấy. Ở trên đường không phân chia thì chiều xe chạy thì các bạn là chọn đáp án 3 nhé. Đấy, các bạn phải đi về bên phải nhé, mấy cái đi bên trái à? Không đúng. Sang câu 73. Bên trái đường một chiều, người lái xe có được dừng đỗ xe hay không? Ở đường một chiều thì các bạn không được phép dừng đỗ xe nhé. Đấy, bên trái đường một chiều không được phép dừng. Các bạn đang đi bên phải rồi bên trái dừng đỗ xe là không được, không đúng. Sang câu 74. Người lái xe được dừng xe đỗ xe trong các trường hợp nào sau đây? 1. Trên đường có đủ bề rộng cho hai làn xe ngoài phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan tổ chức. 2. Trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên trụ sở cơ quan tổ chức. 3. Trên đường có bề rộng đủ cho một làn xe ngoài phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan tổ chức. Câu này các bạn chọn đáp án 1 là đầy đủ nhất. Sang câu 75. Người điều khiển phương tiện khi muốn dừng hoặc đỗ xe trên đường bộ phải thực hiện như thế nào? 1. Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết. 2. Cho xe dừng đỗ ở nơi đã xây dựng các điểm dừng đỗ xe, nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy. Trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình. Câu 75 này các bạn chọn cả hai đáp án, ý 1 và ý 2 là đầy đủ. Sang câu 76. Khi dừng xe đỗ xe tại nơi được phép trên đường phố, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ theo những quy định nào ghi ở dưới đây? 1. Phải cho xe dừng đỗ sát theo lề đường hè phố phía bên trái chiều đi của mình. Bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường hè phố quá 0,30
và không gây cản trở nguy hiểm cho giao thông. Trường hợp đường phố hẹp phải dừng xe đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu là 15 mét. Đáp án 2, phải cho xe dừng đỗ sát theo lề đường hè phố phía bên phải chiều đi của mình. Bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường hè phố 0,25m và không gây cản trở nguy hiểm xe cho giao thông. Trường hợp đường phố hẹp phải dừng xe đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đỗ bên kia đường tối thiểu 20m. Câu này các bạn chọn là đáp án 2 nhé. Vì các bạn đỗ xe là không được phép vượt quá 0,25m cách cái lề đường và hè phố ấy. Các bạn mà đỗ mà cách ra xa là sẽ bị phạt ấy. Đấy. Các bạn cứ đo găng tay, ước lượng khoảng găng tay là 20 phân ấy. Rồi bạn đỗ thế nào vừa, cái đỗ cách xa quá 30 phân là sẽ phạt. Sang câu 77, khi xếp hàng hóa phía trước và phía sau của xe ô tô chở hàng tham gia giao thông, ban ngày và ban đêm có phải có cờ đèn báo tín hiệu như thế nào là đúng quy tắc giao thông? 1. Ban ngày phải có cờ báo hiệu màu xanh ban đêm hoặc khi trời tối phải có đèn báo hiệu. 2. Đèn báo hiệu phải ban ngày phải có cờ báo hiệu màu đỏ ban đêm hoặc khi trời tối phải có đèn đỏ báo hiệu. Câu này các bạn chọn đáp án 2 cho tôi nhé. Đấy, có cờ và đèn màu đỏ trên cái màu xanh là không đúng. Câu 78, xe vận tải hàng có thùng cố định bảo đảm an toàn giao thông được phép chở người trong những trường hợp nào? 1. Chở người đi làm nhiệm vụ chống thiên tai hoặc thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp, chở cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang nhân dân đi làm nhiệm vụ chở người bị nạn đi cấp cứu. 2. Chở công nhân duy tu bảo dưỡng đường bộ, chở người đi học thực hành lái xe, tập lái, chở người diễu hành theo đoàn, giải tỏa người ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật. 3. Được phép chở người nhưng phải đảm bảo an toàn. Câu này các bạn chọn đáp án 1 và đáp án 2. Xe tải là chở được phép chở người trong những cái trường hợp đấy rồi nhá, còn đâu bình thường là không được phép chở người đâu. Chở người trên thùng nó không được phép. Sang câu 79, những loại xe nào khi đi làm nhiệm vụ khẩn cấp có tín hiệu còi cờ đèn theo quy định không bị hạn chế tốc độ có thể đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được và chỉ tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông? Xe chữa cháy, xe hộ đê, xe công an, xe quân sự, đoàn xe đang diễu hành có tổ chức. 2. Xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, xe cứu thương đang làm nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, đoàn xe có cảnh sát dẫn đường, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật. 3. Xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, xe cứu thương, xe hộ đê, đoàn xe có cảnh sát dẫn đường, đoàn xe đang diễu hành có tổ chức, đoàn xe tang, xe đang làm nhiệm vụ và khắc phục sự cố thiên tai theo quy định của pháp luật. Cái câu này các bạn chọn đáp án 2 là đầy đủ ý nhất nhé. Đấy. Những xe này là được phép đi vào những cái đường ấy, và mình đi gặp những cái xe này mình phải nhường đường cho họ, không được cản trở đường đâu. Mà các bạn mà cản trở thì các bạn sẽ bị phạt đấy. Sang câu 80, khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì? 1. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng sát lề đường bên trái để nhường đường. 2. Phải nhanh chóng tăng tốc độ, tránh sát vào lề đường để nhường đường cho xe ưu tiên, cấm các hành vi gây cản trở xe ưu tiên. 3. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở. Xe được quyền ưu tiên. Hôm nay các bạn chọn là đáp án 3. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải nhé. Câu 1 là bên trái là không đúng đâu. Sang câu 81, thứ tự xe nào được quyền ưu tiên đi trước khi đi qua đường giao nhau? 1. Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu. 2. Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp, đoàn xe có cảnh sát dẫn đường. 3. Là xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ. Trong các loại xe này thì xe được nhường đi trước
đó là xe chữa cháy, vì cứu hỏa nó khẩn cấp, nó nguy hiểm rồi đấy, nó là có thể dẫn đến rất nhiều người chết. Đó là xe cứu hỏa sẽ được ưu tiên đầu tiên, sau với các đến xe cứu thương, xe công an nhé. Câu 82, khi qua phà, qua cầu phao, người lái xe phải làm gì để đảm bảo an toàn? Một, đến bến phà, cầu phao, các loại xe phải xếp hàng trật tự đúng nơi quy định, không làm cản trở giao thông. Xuống phà, đang ở trên phà và khi lên bến, mọi người phải xuống xe, trừ người điều khiển xe cơ giới, người bệnh, người già yếu và người khuyết tật. Hai, xe cơ giới phải xuống phà trước, xe thô sơ, người đi bộ xuống phà sau. Khi lên bến, người đi bộ lên trước, các phương tiện giao thông lên sau theo hướng dẫn của người điều khiển giao thông. 3. Xe cơ giới phải xuống phà sau, xe thô sơ, người đi bộ xuống phà trước. Câu này các bạn chọn đáp án 1 và đáp án 2. Vì khi mà xe cơ giới phải xuống phà trước nhé. Đấy, không phải là xe cơ giới xuống phà sau đâu. Sang câu 83. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào? Theo vòng xuyến thì các bạn là phải nhường đường cho người đi bên trái. Cái câu này các bạn chọn là đáp án 3. Câu 84, tại nơi đường giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên phải nhường đường như thế nào? Một, nhường đường cho xe đi ở bên phải mình tới. Hai, nhường đường cho xe đi bên trái mình tới. Ba, nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới. Câu này các bạn chọn đáp án 3 đầy đủ nhất. Câu 85, tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Câu này các bạn chọn đáp án 1 là phải nhường đường cho xe đi từ bên phải nhé. Đấy, không theo báo hiệu, không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, còn cái trước là đi theo vòng xuyến, vào vòng xuyến mà có báo hiệu đi theo vòng xuyến là các bạn phải nhường cho bên trái, còn đâu không đi theo báo hiệu đi theo vòng xuyến là các bạn nhường bên phải. Sang câu 86, trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt thì loại phương tiện nào được quyền ưu tiên đi trước? Thì cái này các bạn chọn luôn là đáp án 3 là phương tiện đường sắt. Đường sắt bao giờ cũng được ưu tiên. Câu 87, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu. Khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông phải dừng và giữ khoảng cách tối thiểu là bao nhiêu mét? Đây các bạn chọn đáp án 1 nhé. Tối thiểu là 5 mét. Đây, các bạn phải nhớ chỉ số quy định như thế rồi. Sang câu 88. Người lái xe phải làm gì khi điều khiển xe vào đường cao tốc? Một, phải có tín hiệu xin vào và phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường. Khi thấy an toàn mới cho xe nhập vào dòng xe ở làn đường sát mép ngoài. Hai, phải có tín hiệu và tăng tốc vào đường cao tốc. 3. Nếu có làn đường tăng tốc thì phải cho xe chạy trên làn đó trước khi vào làn đường của đường cao tốc. Cái câu này các bạn chọn là đáp án 1 và đáp án 3 là đầy đủ ý. Đáp án 2 là phải tăng tốc mà khi vào đường cao tốc là không không đúng. Phải giảm tốc cơ. Đấy, sang câu 89, người lái xe phải làm gì khi điều khiển xe ra khỏi đường cao tốc? Đấy, lúc nãy là vào, bây giờ là ra nhé. Phải thực hiện chuyển dần sang làn đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì cho xe chạy trên làn đó trước khi rời khỏi cao tốc. Hai, phải thực hiện chuyển ngay. Đấy, câu này các bạn là chọn nó đẹp hơn đáp án 2, các bạn chọn đáp án 1. Đấy, đáp án 2 là phải chuyển ngay là đã không không chuẩn, không đúng rồi. Phải chuyển ngay mà xe sau mà nó đi đang tốc độ cao tông mà ngay phần đuôi xe của mình. Sang câu 90, trên đường cao tốc người lái xe phải dừng xe, đỗ xe như thế nào? Một, không được dừng đỗ xe hoặc chỉ được dừng đỗ xe ở nơi đường rộng. Nếu dừng đỗ xe ở nơi đường hẹp phải có báo hiệu để người lái xe biết. Hai, chỉ được dừng xe đỗ xe ở nơi quy định. Trường hợp bắt buộc phải dừng xe đỗ xe không đúng nơi quy định thì người lái xe phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy. Nếu không thể được thì báo hiệu để cho người lái xe khác biết.
3. Chỉ được dừng xe đỗ xe ở nơi đường rộng. Trường hợp dừng xe đỗ xe ở nơi đường hẹp phải có báo hiệu để người lái xe khác biết, đảm bảo an toàn. Cái này, câu này các bạn chọn đáp án 2 này. Chỉ được dừng xe và đỗ xe đúng nơi quy định. Đấy. Các bạn chọn đáp án 1 và đáp án 3 nó không có. Thì đấy, sang câu 91. Những trường hợp nào ghi ở dưới đây không được đi vào đường cao tốc trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc quản lý bảo trì đường cao tốc. 1. Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy và xe ô tô. 2. Xe mô tô, xe gắn máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế lớn hơn 70 km. 3. Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô, xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km. Câu này các bạn chọn đáp án 3 nhé. Đấy. Đúng và đầy đủ nhất. Không được phép đi vào đường cao tốc rồi. Đáp án 1 và 2 cũng có đấy, đúng nhưng mà nó không đầy đủ. Câu 92. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ, ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông, còn phải thực hiện các quy định nào dưới đây? 1. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn, xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng để báo hiệu. Chỉ được dừng xe đỗ xe ở đúng nơi quy định. 2. Xe cơ giới phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng, phải cho xe chạy trên một làn đường và chỉ chuyển làn đường ở những nơi được phép, được quay đầu xe, lùi xe khi cần thiết. 3. Xe máy chuyên dùng phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng, phải cho xe chạy trên một làn đường, chỉ được chuyển làn ở những nơi cho phép, được quay đầu xe, lùi xe khi cần thiết. Câu này các bạn chọn đáp án 1 nhé. Đáp án 3 thì quay đầu xe là không được phép rồi nhé. Quay đầu lùi xe đáp án 2 cũng thế. Đấy, trong đường hầm là rất là nguy hiểm. Sang câu 93. Xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn tham gia giao thông cần tuân thủ quy định nào ghi ở dưới đây? 1. Phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp phép và phải thực hiện các biện pháp bắt buộc để bảo vệ đường bộ, bảo đảm an toàn giao thông. 2. Chủ phương tiện và lái xe chỉ cần thực hiện các biện pháp để hạn chế việc gây hư hỏng đường bộ. 3. Được tham gia giao thông khi cần thiết. Câu này các bạn chọn đáp án 1. Quá tải trọng, quá khổ thì phải thực hiện cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp phép thì mới được tham gia nhé. Câu 94. Việc nối kéo với xe được kéo trong trường hợp hệ thống hãm của xe được kéo không còn hiệu lực thì phải dùng cách nào? Thì dùng thanh nối cứng nhé. Các bạn chọn đáp án 3 thì thanh nối mềm như thứ là đi xe trước mà phanh thì xe sau tông luôn vào đuôi xe. Sang câu 95. Xe kéo rơ móc khi tham gia giao thông phải tuân thủ điều kiện nào ghi ở dưới đây? 1. Phải có tổng trọng lượng lớn hơn tổng trọng lượng của rơ móc, hoặc phải có hệ thống hãm có hiệu lực cho rơ móc. 2. Phải có tổng trọng lượng tương đương tổng trọng lượng của rơ móc, hoặc phải có hệ thống hãm của rơ móc. Câu này các bạn chọn đáp án 1. Phải có tổng trọng lượng, phải lớn hơn tổng trọng lượng của rơ móc. Sang câu 96. Xe ô tô kéo xe khác thế nào là đúng quy tắc giao thông? 1. Được kéo theo một xe ô tô hoặc xe máy chuyên dùng khác khi xe này không tự chạy được và phải đảm bảo an toàn. Xe được kéo phải có người điều khiển và hệ thống lái của xe đó phải còn hiệu lực. 2. Việc nối xe kéo với xe được kéo phải đảm bảo chắc chắn an toàn. Trường hợp hệ thống hãm của xe được kéo không còn hiệu lực thì kéo nhau bằng thanh nối cứng. Câu này các bạn chọn cả hai đáp án 1 và 2. Sang câu 97. Người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có khai quai đúng quy cách khi nào? Khi tham gia đường bộ. Cái này, câu này các bạn lên xe các bạn phải thực hiện các đội mũ bảo hiểm rồi nhé. Đáp án 1 là đúng. Sang câu 98. Người điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy được phép chở tối đa 2 người trong trường hợp nào? 1. Chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật. Cái này các bạn chọn cả hai đáp án 1 và 2. Sang câu 99. Người điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy không được thực hiện những hành vi nào dưới đây? 1. Đi xe dàn hàng ngang. 2. Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác sử dụng ô, điện thoại, thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính. 3. Chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.
Thế nên câu này các bạn chọn cho tôi là đáp án 1 và 2 là đúng. Sang câu 100, người điều khiển ngồi trên xe đạp xe máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào? Này khi tham gia giao thông nhé. Này rất là dễ. Sang câu 101, cơ quan nào quy định các đoạn đường cấm đi đường đi một chiều? Nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe, lắp đặt báo hiệu đường bộ thuộc địa phương quản lý. 1. Cơ quan quản lý giao thông vận tải. 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 3. Cơ quan cảnh sát giao thông đường bộ. Câu này các bạn chọn đáp án 2, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Quy định các đoạn đường cấm đi và đường một chiều là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp. Câu 102, người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn đó có trách nhiệm gì? 1. Dừng ngay phương tiện, giữ nguyên hiện trường, cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền. 2. Ở lại nơi xảy ra tai nạn giao thông cho đến khi cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa tính mạng nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất. 3. Rời khỏi hiện trường nơi xảy ra tai nạn giao thông. Câu này các bạn chọn đáp án 1 và đáp án 2 nhé. Đó đúng. Sang câu 103, những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông có trách nhiệm gì? 1. Bảo vệ hiện trường, giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn, bảo vệ tài sản của người bị nạn. 2. Báo tin ngay cho cơ quan công an, y tế và hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Cả là hai đáp án các bạn chọn nhé. Sang câu 104, người phát hiện công trình đường bộ bị hư hỏng hoặc bị xâm hại, hành lang an toàn đường bộ bị lấn chiếm phải có trách nhiệm gì? 1. Kịp thời báo cho ủy ban nhân dân, cơ quan quản lý đường bộ hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý. 2. Trường hợp cần thiết phải có biện pháp báo hiệu ngay cho người tham gia giao thông biết. Cái này các bạn chọn cả hai đáp án nhé. Thế bây giờ các bạn thấy công trình đường bộ bị hỏng báo ngay ủy ban nhân dân nhé, cơ quan quản lý hoặc là công an gần nhất báo về hành vi phá hoại đường bộ. Sang câu 105, khi điều khiển xe chạy trên đường, người lái xe phải mang theo các loại giấy tờ gì? 1. Giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy phép lưu hành xe. 2. Lệnh vận chuyển, đăng ký xe, giấy phép lưu hành xe. 3. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe. 3. Giấy phép lái xe phù hợp với các loại xe đó, đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng kiểm kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và giấy phép vận chuyển nếu loại xe đó cần phải có. Các bạn chọn đáp án 3 nhé, đầy đủ và chính xác. Sang câu 106, khi tập lái xe ô tô, người và xe tập lái phải đảm bảo các điều kiện gì? Đấy, khi các bạn mà đang học lái xe thì ô tô thì người và xe tập lái phải đảm bảo các điều kiện này. 1. Người tập lái xe phải thực hành lái xe trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái. 2. Xe tập lái phải có giấy chứng nhận đăng kiểm kỹ thuật an toàn bảo vệ môi trường còn hiệu lực, có đủ hệ thống phanh phụ còn hiệu lực. Thùng xe phải có mui che mưa nắng và có ghế chắc chắn cho học sinh ngồi. Tên cơ sở đào tạo được kẻ trên xe theo quy định. Có giấy phép xe tập lái do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực, nộp phí và sử dụng đường bộ theo quy định. Câu này các bạn chọn đáp án 1 và đáp án 2. Sang câu 107, người có giấy phép lái xe B2 được điều khiển xe loại nào? 1. Xe ô tô chở người trên 9 chỗ, xe ô tô tải, xe kéo có trọng tải trên 3,5 tấn. 2. Xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3,5 tấn. 3. Xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải trên 3,5 tấn. Để các bạn chọn đáp án 2 nhé.
Đấy, xe bằng B2 của các bạn là được phép lái xe chở người đến 9 chỗ ngồi nhá. Xe ô tô tải và xe máy kéo có trọng tải dưới 3,5 tấn nhá. Sân khấu 108. Người có giấy phép lái xe hạng C được điều khiển các loại xe nào? Người giống vậy hạng B2. Hạng C thì được phép điều khiển xe một xe ô tô chở người trên 9 chỗ ngồi, xe ô tô tải máy kéo có trọng tải trên 3,5 tấn. Hai, xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, xe ô tô tải máy kéo có trọng tải trên 3,5 tấn. 3. Xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải trên 3,5 tấn. Cái này các bạn chọn đáp án 3 nhé. Xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi thôi. Đấy là bằng C. Xe ô tô tải và máy kéo có trọng tải trên 3,5 tấn. Nếu mà bằng B2 là các bạn dưới 3,5 tấn. Là câu 109. Người lái xe phải giảm tốc độ đến mức không gây nguy hiểm, có thể dừng lại một cách an toàn trong trường hợp nào? Một, khi có biển báo hiệu hạn chế tốc độ hoặc có chướng ngại vật trên đường. Khi tầm nhìn bị hạn chế, khi qua nơi đường giao nhau, nơi đường bộ giao nhau với đường sắt, đường vòng, đường gồ ghề, trơn trượt, cát bụi. Khi qua cầu, cống hẹp, khi trên lên gần đỉnh dốc, khi xuống dốc, khi qua trường học, nơi tập trung đông người, nơi đông dân, có nhà cửa gần trường, khi điều khiển xe vượt xe khác trên đường quốc lộ. Câu này các bạn chọn đáp án 1 và đáp án 2. Tăng tốc mà không đúng nhé. À, giảm tốc, xin lỗi các bạn. Khi vượt xe khác mà giảm tốc mà không đúng. Rồi, các bạn chọn đáp án 1 và đáp án 2. Sang câu 110. Khi gặp một đoàn xe tang hay một đoàn người có tổ chức theo đội ngũ, người lái xe phải xử lý như thế nào? Một, bóp còi rú ga để cắt qua đoàn người, đoàn xe. Hai, không được cắt ngang qua đoàn người, đoàn xe. Ba, báo hiệu từ từ cho xe đi qua để đảm bảo an toàn. Này, các bạn đã chọn đáp án 2, không được cắt ngang qua đoàn người. Sang câu 111. Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe ô tô tải máy kéo có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên, xe hạng B2 kéo rơ mi rơ móc. Đây, các bạn đã chọn đáp án 2, 21 tuổi. Đấy, người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe ô tô tải máy kéo có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên, xe B2 kéo rơ móc. Đấy là FB2 kéo rơ móc. Thì là phải từ 21 tuổi. Chứ bằng B2 đến 9 chỗ mà dưới 3,5 tấn là 18 tuổi. Đấy, cái này nhiều bạn hay hiểu lầm về cái bằng B2 ấy. Thì cái xe này hiểu là máy xe điều khiển xe ô tô tải máy kéo phải từ 21 tuổi là không đúng nhá. Đấy, B2 này, đấy, đến 9 chỗ ngồi dưới 3,5 tấn là 18 tuổi này. Bằng C này, đến 9 chỗ ngồi này, đấy, là 21 tuổi. Đến 30 chỗ là 24 tuổi, trên 30 chỗ là 27 tuổi. D là trên 24 tuổi, là đến 24 tuổi. Đấy. E là 27 tuổi mới được phép điều khiển những cái bằng DE đấy nhé. Còn 21 tuổi là bằng C nhé. Đây, câu này. Câu 112, người có đủ bao nhiêu tuổi thì được điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm khối trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự xe ô tô tải máy kéo có trọng tải dưới 3,5 tấn, xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi. Nên câu này các bạn chọn đáp án 2, 18 tuổi. Trên 50, dưới 50 thì dưới 18 tuổi. Câu 113.
tại ngã ba hoặc ngã tư không có đảo an toàn, người lái xe phải nhường đường như thế nào là đúng trong các trường hợp dưới đây? 1. Nhường đường cho xe đi trên đường nhánh từ bất kỳ hướng nào tới. 2. Nhường đường cho người đi bộ đang đi trên phần đường dành cho người đi bộ sang đường. 3. Nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới. Nhường đường cho xe ưu tiên, nhường đường cho xe đi từ bên phải tới. Câu này các bạn chọn đáp án 2 và đáp án 3 nhé. Chỉ cần nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên và đường chính và người đi bộ. Các bạn chọn đáp án 2 và đáp án 3. Sang câu 114, người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi hạng E, lái xe hạng D, rơ móc phải đủ bao nhiêu tuổi? Đấy, hạng E là 27 tuổi nhá, các bạn nhớ. Đây, có gợi ý ở dưới đây, các bạn nhớ cho tôi vấn đề tuổi điều khiển được lái những cái loại xe nào. Câu 115, tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi hạng E là bao nhiêu tuổi? Đấy, tối đa là được phép lái xe này là 5 năm tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ. Vì nhiều tuổi cao quá lái xe chở nhiều người nguy hiểm, không an toàn. Sang câu 116. Sang câu 116, người lái xe chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi hạng D, lái xe hạng C kéo rơ móc, người đủ bao nhiêu tuổi, phải đủ bao nhiêu tuổi? Đấy, hạng D là 30 tuổi, à 24 tuổi nhé. Hạng E là 27 tuổi, các bạn nhớ rồi về vấn đề này. Hạng D của nó là chở xe chở người từ 10 đến 30 chỗ, trên 30 chỗ là hạng E. Lái hạng C kéo rơ móc nhé. C kéo rơ móc thì lại ký hiệu là ghi FC. Đấy. Còn đâu hạng C không thì ghi C không kia. Sang câu 117, người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây? Đấy. Các bạn chọn luôn cho tôi đáp án là xe gắn máy có dung tích xi nhan từ 50 cm khối trở xuống nhé, là đúng. Khối nhỏ. Sang câu 118, việc sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện ở đâu và như thế nào? 1. Tại các cơ sở đào tạo lái xe. 2. Tại sân tập lái của cơ sở đào tạo lái xe và phải đảm bảo công khai minh bạch. 3. Tại các trung tâm sát hạch lái xe có đủ điều kiện và phải đảm bảo công khai minh bạch. Câu này các bạn chọn đáp án 3, đầy đủ ý. Câu 119, người có giấy phép lái xe hạng FC được điều khiển các loại xe nào? Đấy, FC là kéo theo rơ móc ấy, bằng C kéo theo rơ móc ấy. 1. Các loại xe được quy định tại giấy phép lái xe hạng C có kéo rơ móc, ô tô đầu kéo sơ mi rơ móc, ô tô chở khách nối toa và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, FB2. 2. Các loại xe được quy định tại giấy phép lái xe hạng C có kéo rơ móc, ô tô đầu kéo sơ mi rơ móc và được điều khiển các loại xe theo quy định giấy phép lái xe của các hạng B1, B2, C, FB2. 3. Mô tô hai bánh, các loại xe được quy định tại giấy phép lái xe hạng C kéo rơ móc, ô tô đầu kéo xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi sơ móc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe B1, B2, C và FB2. Tất cả các loại xe nêu trên. Câu này các bạn chọn đáp án 2 cho tôi. Giấy phép lái xe hạng FC nhé, không được điều khiển xe ô tô chở khách nối toa là không đúng rồi. Đấy. Mô tô hai bánh không đúng rồi. Đấy. 2, 3, 1, 3 mà loại luôn. Sang câu 120, người có giấy phép lái xe hạng FE được điều khiển các loại xe nào? 1. Các loại xe được quy định tại giấy phép lái xe hạng E có kéo rơ móc và được điều khiển các loại xe ô tô chở khách nối toa và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, CD, FB2, FD. 2. Các loại xe được quy định tại giấy phép lái xe hạng E có kéo rơ móc, đầu kéo sơ mi rơ móc và được điều khiển
các loại xe ô tô chở khách nối toa và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, tất cả loại xe nêu trên. Câu này các bạn chọn đáp án 1 nhé. Người có giấy phép lái xe hạng FC thì được điều khiển các loại xe nào? Đấy, các bạn chọn đáp án 1. Vì đáp án 2 nó có đầu kéo dơ móc là không đúng. Sang câu 121. Khi điều khiển xe cơ giới, người lái xe phải bật đèn tín hiệu báo rẽ trong trường hợp nào sau đây? Một là khi cho xe chạy thẳng thì. Hai, trước khi thay đổi làn đường. Ba, sau khi thay đổi làn đường. Câu này các bạn chọn đáp án 2 nhé. Trước khi thay đổi làn đường thì có hướng báo rẽ, bật xi nhan xin rẽ. Sang câu 122. Trong các trường hợp nào sau đây người lái xe không được vượt xe khác? Một, xe bị vượt bất ngờ tăng tốc độ. Hai, xe bị vượt giảm tốc và nhường đường. Ba, phát hiện có xe đi ngược chiều. Đấy, câu này các bạn chọn đáp án 1 và đáp án 3 nhé. Đáp án 3 là trường hợp không đảm bảo an toàn để vượt nhé. Đấy. Đấy, các bạn đang đi xe mà cái xe phía trước nó bất ngờ nó vượt thì các bạn nó không được phép rồi. Đấy. Còn phát hiện có xe đi ngược chiều thì càng không được phép, nguy hiểm. Các bạn chỉ cần ra cái là các bạn sẽ gây tai nạn ngay. Lách ra cái là các bạn gây tai nạn. Sang câu 123. Trên đường một chiều, trước khi đến vạch người đi bộ qua đường, có một xe tải đang đứng trước làn đường bên phải. Người lái xe phải làm gì nếu xe của mình đang đi trên làn đường bên trái? Một, ra tín hiệu cảnh báo và vượt qua xe tải. Hai, quan sát giảm tốc độ và dừng lại vì có thể có người đi bộ qua đường, sau đó đi tiếp. Ba, nhanh chóng vượt qua nếu không nhìn thấy người đi bộ qua đường từ bên trái. Câu này các bạn chọn đáp án 2 là đúng nhé. Đáp án 1 và đáp án 3 là trường hợp không đảm bảo an toàn để vượt nhé. Sang câu 124. Khi lái xe trên đường vắng mà cảm thấy buồn ngủ, người lái xe nên chọn cách xử lý như thế nào là phù hợp? Một, tăng tốc độ kết hợp với nghe nhạc để đi tiếp. Hai, dừng xe và nghỉ cho đến khi hết buồn ngủ. Đấy, ba là sử dụng một ít rượu. Cái này không đúng. Cái này các bạn chọn đáp án 2 cho tôi. Đáp án 2 là chính xác. Thì dừng xe ngủ là an toàn nhất. Câu 125. Trên đường cao tốc, người lái xe xử lý như thế nào khi vượt quá lối ra của đường định rẽ? Một, quay xe chạy trên lề đường bên phải và rẽ khỏi đường cao tốc. Hai, lùi xe sát lề đường bên phải và rẽ khỏi đường cao tốc. Ba, tiếp tục chạy đến lối rẽ tiếp theo. Câu này các bạn chọn nhé. Ba, tiếp tục chạy đến lối rẽ tiếp theo nhé. Chứ đừng có quay lại trên đường cao tốc, nguy hiểm. Nhiều vụ đã quay lại trên đường cao tốc gây chết người. Câu 126. Khi phát hiện hành vi giả khai báo mất hoặc tẩy xóa làm sai lệch thông tin trên giấy phép lái xe, sử dụng giấy phép lái xe hoặc đổi hồ sơ lái xe giả, có hành vi cố tình gian dối để được đổi cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định thu hồi giấy phép lái xe và hồ sơ gốc, còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật người lái xe không được cấp giấy phép lái xe trong thời gian bao nhiêu năm? Các bạn chọn 5 năm nhé. Đấy, hồ sơ giấy phép giả như thế. Câu 127. Người lái xe mô tô xử lý như thế nào khi cho xe mô tô phía sau vượt? Một, lái xe vào lề đường bên phải và giảm tốc độ để xe phía sau vượt qua. Hai, lái xe vào lề đường bên trái và giảm tốc độ để xe phía sau vượt qua. Ba, lái xe vào lề đường bên phải và tăng tốc độ để xe phía sau vượt qua. Câu này các bạn chọn đáp án 1. Đáp án 2, đáp án 3 là hành vi ngăn cản. Sang câu 128. Khi xe ô tô đi ngược chiều đến rất gần, xe ô tô phía sau cùng chiều cố tình vượt, người lái xe xử lý như thế nào? 1. Giữ nguyên làn đường và tăng tốc độ. 2. Giảm tốc độ và lái xe sát vào lề đường bên phải. 3. Tiếp tục chạy mà không giảm tốc độ. Câu này các bạn chọn đáp án 2 cho tôi. Giảm tốc độ và lái xe sát vào lề đường bên phải để đảm bảo an toàn.
sang câu 129. Khi xe ô tô bị hỏng tại vị trí giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, người lái xe phải xử lý như thế nào? 1. Nhanh chóng đưa xe ô tô ra khỏi đường sắt hoặc tìm cách báo hiệu để đoàn tàu dừng lại. 2. Đặt biển báo cảnh báo nguy hiểm tại vị trí xe ô tô bị hỏng để đoàn tàu dừng lại. 3. Cả hai ý nêu trên. Cái này các bạn chọn đáp án 1 là phải nhanh chóng đưa ô tô ra khỏi đường sắt. Sang câu 130. Trong các trường hợp dưới đây, để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người lái xe mô tô cần thực hiện như thế nào? 1. Là phải đội mũ bảo hiểm, có cài quai đúng quy cách, mặc quần áo gọn gàng. 2. Không sử dụng ô điện thoại, thiết bị di động trừ thiết bị trợ thính nhé. 3. Buông cả hai tay hoặc đi xe vòng một bánh, tất cả các ý nêu trên. Cái này các bạn phải thực hiện nghiêm cân hay các bạn chọn đáp án 1 và đáp án 2 nhé. Đáp án 3 là hành vi nguy hiểm, không được phép. Câu 131. Đường bộ trong khu đông dân cư gồm những đường nào? 1. Đường bộ nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã, nội thị trấn, khu công nghiệp có đông người và phương tiện tham gia giao thông. 2. Đường bộ nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã và những đoạn đường bộ được xác định từ vị trí có hiệu lực của biển báo bắt đầu khu dân cư đến vị trí có hiệu lực của biển báo hết hiệu lực khu dân cư. 3. Đường bộ có đông người, phương tiện tham gia giao thông và những đoạn đường bộ được xác định từ vị trí có hiệu lực của biển báo bắt đầu từ khu dân cư đến vị trí có hiệu lực của biển báo hiệu hết khu dân cư. Đấy, các bạn chọn đáp án 2 là đầy đủ ý nhất nhé. Đấy, đường bộ là nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã và những đoạn đường bộ được xác định từ vị trí có hiệu lực của biển báo hiệu bắt đầu khu dân cư đến vị trí có hiệu lực của biển báo hết khu dân cư. Sang câu 132. Xe máy kéo, xe công nông, xe lam, xe lôi kéo, xe xích lô máy, xe ba gác máy, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự loại đang được phép hoạt động tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu? Đây, các bạn hãy chọn xe máy kéo như thứ nhé. Công nông như thứ là 30 km tốc độ cao nhất. Trên đường bộ trong khu vực đông dân cư, lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu? Đông dân cư tốc độ tối đa cho phép là 40 nhá. Đông dân cư là phải 40 à. Bây giờ luật chắc cho lên như 50 thì sao? Sang câu 134. Trên đường bộ trong khu vực đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 40 km? 1. Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi, ô tô tải trọng từ 3,5 tấn trở lên, ô tô sơ mi rơ móc, ô tô kéo rơ móc, ô tô kéo xe khác, ô tô chuyên dùng, xe ô tô, xe máy kéo. 2. Ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi, ô tô kéo tải có trọng tải dưới 3,5 tấn, xe máy kéo, xe công nông, xe lam, xe lôi kéo, xe xích lô máy, xe ba gác máy, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự loại đang được phép hoạt động. Câu này các bạn chọn là đáp án 1 là đúng nha. Trong đường bộ mà trong khu vực đông dân cư thì các loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ 40 km, xe chở người 30 chỗ, xe có tải trọng từ 3,5 tấn trở lên. Đáp án 2 là 50 km, đáp án 3 là 30 km rồi. Đáp án 2 là quy định là 50 km đấy, đáp án 3 là quy định là chỉ 30 km thôi, tốc độ cho phép. Câu 135. Trên đường bộ trong khu vực đông dân cư, loại xe cơ giới nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 50 km? 1. Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi, ô tô tải có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên, ô tô sơ mi rơ móc, ô tô kéo rơ móc, ô tô kéo xe khác, ô tô chuyên dùng, xe mô tô và xe gắn máy. 2. Xe máy kéo, xe công nông, xe lam, xe lôi máy,
xe xích lô máy, xe ba gác máy, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự. Loại xe được phép hoạt động. 3. Ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi, ô tô tải có trọng tải dưới 3,5 tấn. Hôm nay các bạn chọn đáp án 3 cho tôi. Đáp án 1 là 40, đáp án 3 là 2 là 30. Câu 136. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, lúc nãy là trong rồi đấy, bây giờ ngoài khu đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 50 km? Đây các bạn là chọn đáp án 3 nhé. Ô tô kéo rơ móc, ô tô kéo xe khác, xe gắn máy, tối đa cho phép mà chỉ được 50 thôi. Câu 137. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 60 km? Đây các bạn là chọn là ô tô bít. Ngoài đô thị xe bít là chạy. Nếu bạn là 40 là xe gắn máy, 36 là 50 là xe gắn máy. Bây giờ sang câu 38, 138. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông? Câu 138 này các bạn chọn đáp án 2 nhé. Ô tô chở người trên 30 chỗ trừ xe buýt, ô tô có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên, ngoài khu vực đông dân cư, chạy tốc độ tối đa có xe ô tô trên 30 chỗ ngồi. Các bạn nhớ xe ô tô trên 30 chỗ ngồi ngoài khu vực đông dân cư là chạy tốc độ tối đa là 70 km. Sang câu 139. Rồi, bây giờ là sang 80 này. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, loại xe nào chạy tốc độ tối đa 80 km? Các bạn chọn đáp án 1. Chở người đến 30 chỗ ngồi. Chỉ đến 30 chỗ ngồi. Còn có loại xe ô tô bít thì chạy 70 thôi. Các bạn chọn đáp án 1. Câu 140. Trên đường cao tốc, trừ khi nhập làn và tách làn, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy tốc độ đến 60 km, người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe đang chạy phía trước tối thiểu là bao nhiêu? 30 m. Đấy. Với điều kiện đường khô ráo, chạy khoảng cách với tốc độ 60 thì các bạn nhớ khoảng cách là 30. Câu 141. Trên đường cao tốc, trừ khi nhập làn và tách làn, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy với tốc độ trên 60 đến 80, người lái xe phải duy trì tốc độ khoảng cách an toàn với xe đang chạy phía trước tối thiểu là bao nhiêu? Đấy, tối thiểu là 50 nhé, các bạn chọn 50. Vì chạy tốc độ càng cao thì khoảng cách giữa xe trước và xe phía sau thì càng lớn. Câu 142. Trên đường cao tốc, trừ khi nhập làn, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy với tốc độ 80 đến 100 nhé, thì người lái xe phải duy trì khoảng cách là xe trước và xe sau là 70 nhé. 80 đến 100 là 70. Khoảng cách này, tốc độ càng cao thì khoảng cách càng xa, càng lớn. Câu 143. Trên đường cao tốc, trừ khi nhập làn và tách làn, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy tốc độ trên 100 đến 120 km. Đấy, cái này là tốc độ rất là cao này, thì người lái xe phải thực hiện khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước là như thế nào, 90 m. Các bạn nhớ là 90 là cái an toàn đấy. Sang câu 144. Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong các trường hợp nào dưới đây? Đấy, có biển báo nguy hiểm, các bạn chọn có biển báo nguy hiểm thì các bạn phải cho chạy tốc độ giảm xuống mức thấp. Đấy, theo cái tốc độ tối đa nhé, giờ tốc độ tối đa nó quy định là 80, 90, các bạn thì chạy thì lúc đấy là phải giảm 60, 40, 50 thôi. Có 145. Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong trường hợp nào? Đấy. Khi cho xe sau chị cho xe chạy sau vượt nhé, các bạn đi trước là các bạn phải giảm tốc độ nhé. Đấy, để cho xe sau nó vượt, chứ các bạn tăng tốc họ đuổi theo họ không vượt được đâu. Đấy, vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn ở ôn tập bản khái niệm.
từ câu 1 đến câu 145 ấy. Phần này rất là dài. Nói chung các bạn học tốt nhé, các bạn nào ôn luyện thêm nhé, tìm hiểu thêm ở trên mạng cái thứ này về kiến thức giao thông để thi tốt. Và chào các bạn.